Chào mừng các em đến với tiết học viết kể lại một truyện cổ tích. Sau tiết học này, các em sẽ nhận ra rằng thì ra viết bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình yêu thích lại dễ dàng đến như vậy. Hãy cùng trải nghiệm các em nhé. Có khi nào em muốn tự mình kể lại cho mọi người nghe những câu chuyện cổ tích thú vị để lại ấn tượng rất sâu đậm trong ký ức mà em đã từng được đọc, được nghe kể hay không? Khu vườn cổ tích mở ra với bao nhiêu điều kỳ lạ, hấp dẫn trẻ thơ. Đến với thế giới cổ tích, em sẽ đến với một khu vườn kỳ diệu. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn những bước cơ bản để em biết cách kể lại một chuyện cổ tích nhé. Có lẽ sẽ có rất nhiều bạn nhỏ đặt câu hỏi: thế nào là kể lại một chuyện cổ tích vậy? Hãy trải nghiệm bằng bản mẫu kể lại chuyện cổ tích cây khế ở sách giáo khoa trang 52, trang 53. Sau khi đọc, em hãy so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản vừa đọc với chuyện cổ tích cây khế được trích trong Văn học dân gian, những tác phẩm chọn lọc do Bùi Mạnh Nhì chủ biên nhé. Em hoàn thành phiếu học tập số 1 là em có thể phân biệt điểm giống nhau và khác nhau giữa một văn bản cổ tích do dân gian kể và văn bản cổ tích do tự mình kể lại, với các đặc điểm giới thiệu tên truyện, lý do muốn kể chuyện, giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, trình bày và sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian, yếu tố kỳ ảo, người kể chuyện, cảm nghĩ về truyện. Và đáp án này gợi ý cho các em đặc điểm của kiểu bài kể lại truyện cổ tích là như thế nào. Các em thân mến, kể lại một truyện cổ tích thuộc loại văn kể chuyện mà trong đó người viết kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của mình. Em hãy quan sát bài văn mẫu ở sách giáo khoa trang 52, trang 53 và cho biết văn bản kể lại truyện cổ tích gồm có mấy phần. Em hãy nêu đặc điểm của từng phần. Như vậy, bài viết kể lại một chuyện cổ tích gồm có 3 phần các em nhé. Đó là mở bài, thân bài và kết bài với những yêu cầu khác nhau. Các em hãy cùng trao đổi xem, theo em, khi kể lại một chuyện cổ tích, các em cần chú ý điều gì? Đối với kiểu bài kể lại một truyện cổ tích, các em cần nhớ là người kể phải sử dụng ngôi kể thứ ba nhé. Và các sự việc cần được trình bày theo trình tự thời gian. Sự việc nào xảy ra trước kể trước, sự việc nào xảy ra sau kể sau. Và phải đảm bảo kể được đầy đủ các sự việc quan trọng trong chuyện, đặc biệt là các yếu tố kỳ ảo, hoang đường, để câu chuyện hấp dẫn và thú vị nha các em. Và bài văn gồm có 3 phần. Mở bài, các em sẽ giới thiệu truyện cổ tích, mình sẽ kể lại tên truyện là gì, tại sao em lại chọn kể câu chuyện đó. Thân bài, các em sẽ giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Và nhớ,
trình bày những sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian mà cô đã nhắc các em ở trên. Và cuối cùng, các em viết phần kết bài. Các em nêu cảm nghĩ của mình về câu chuyện vừa kể. Tiếp theo, các em hãy trải nghiệm. Các em hãy viết một bài văn khoảng 400 chữ kể lại một truyện cổ tích. Cô sẽ cùng đồng hành với các em. Các em cần có những bước chuẩn bị trước khi viết. Trước hết, em cần xác định đề tài, mục đích viết. Bước thứ hai, thu thập tư liệu bằng cách tìm đọc một số truyện cổ tích mà em yêu thích. Trong những câu chuyện đó, em hãy chọn một câu chuyện gây cho em ấn tượng sâu sắc nhất, có nhân vật đáng nhớ nhất, vân vân, để kể lại. Em cần hoàn thành phiếu học tập số 2 với một số câu hỏi gợi ý. Đề tài bài viết của em là gì? Mục đích viết bài này của em là gì? Người đọc bài viết này của em là ai? Và câu chuyện em chọn kể là câu chuyện gì? Các em biết không, những định hướng trên sẽ giúp cho các em không bị lạc đề, không bị sai kiểu bài khi viết, và đặc biệt là sẽ gây nhiều hứng thú cho em khi kể lại câu chuyện đó. Tiếp theo, em sẽ tìm ý, lập dàn ý cho bài viết của mình. Em sẽ tìm ý bằng cách hoàn thành phiếu học tập số 3. Và lập dàn ý bằng cách hoàn thành phiếu học tập số 4. Để hoàn thành tốt bài viết, em cần nhớ tập trung vào những sự việc chính, tránh sa đà vào các tình tiết phụ, và các em hãy nhớ sắp xếp các ý đã tìm được thành một dàn ý hoàn chỉnh gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Tiếp nữa, em sẽ bắt tay vào viết bài. Dựa vào dàn ý ở trên, em đã có thể viết thành một bài văn kể chuyện hoàn chỉnh rồi. Khi viết, em cần đảm bảo thực hiện các đặc điểm của kiểu bài kể lại một truyện cổ tích. Em hãy dùng lời của mình để kể lại câu chuyện. Và nhớ đừng bỏ sót các sự việc chính. Không tự ý thay đổi nội dung chuyện cũng như kết thúc câu chuyện. Phải đảm bảo yêu cầu về số chữ nha các em, khoảng 400 chữ. Sau khi viết xong, các em có thể sử dụng bản kiểm bài viết kể lại một truyện cổ tích để tự kiểm tra lại bài viết của mình, xem chỗ nào còn thiếu sót, còn chưa hợp lý thì mình bổ sung và chỉnh sửa. Em có thể tự kiểm tra lại bài viết của mình từng phần dựa vào bản kiểm này. Như phần mở bài, em kiểm tra lại xem mình đã nêu tên câu chuyện kể hay chưa, lý do mà em muốn kể lại câu chuyện. Và đặc biệt, em nhớ dùng ngôi thứ ba để kể chuyện nhé. Và ở phần thân bài, như cô đã nhắc ở phía trên, thì các em nhớ câu chuyện cần được kể theo trình tự hợp lý. Và đặc biệt, câu chuyện em kể có hấp dẫn người đọc hay không là ở các yếu tố kỳ ảo
cho nên nhớ dò lại xem mình viết đủ những cái nội dung như vậy hay chưa. Và ở phần kết bài, em cần nhớ nêu cảm nghĩ về câu chuyện kể nhé, xem từng phần như vậy mình đạt hay chưa đạt. Và sau đó thì các em đọc lại bài viết của mình một lần nữa để kiểm tra và chỉnh sửa lỗi chính tả nè, lỗi sử dụng từ ngữ nè, lỗi ngữ pháp nè, nếu có nha các em. Và như vậy bài viết của các em đã hoàn thiện rồi. Các em có thể chia sẻ bằng cách trao đổi bài viết với các bạn trong nhóm của mình. Em đọc bài của bạn và các em có thể góp ý bài viết của nhau. Và nhớ tập trung vào các đặc điểm của kiểu bài kể lại chuyện cổ tích. Và nhớ xem bạn mình viết có thiếu ý hay không, lỗi sử dụng từ ngữ có còn hay không, để góp ý lẫn nhau. Và thực ra thì cái việc mà các em đọc bài lẫn nhau như vậy sẽ có rất nhiều điều thú vị các em à, bởi vì các em sẽ được học hỏi từ bạn nhiều điều mới, các em sẽ học được thêm những câu chuyện mới và các em sẽ học được cái cách mà bạn mình kể chuyện nữa. Các em thân mến, sau khi viết xong, các em có thể tự kiểm tra lại bài viết của mình theo những gợi ý trong bản kiểm bài viết kể lại một chuyện cổ tích. Các em đọc lại bài viết một lần nữa để kiểm tra và chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ nhé, nếu có. Và các em chia sẻ bài viết của mình với các bạn trong nhóm để học hỏi lẫn nhau. Và tự đọc lại bài viết của mình một lần nữa để rút kinh nghiệm. Lần sau, bài viết của mình sẽ được thực hiện tốt hơn. Và đây là nội dung mà các em cần ghi vào vở bài học. Phần này cũng vậy. Trang này cũng viết vào vở bài học nhé. Các em thân mến, như vậy thì các em để nhớ lâu những kiến thức vừa học. Các em có thể tự ôn lại tri thức về kiểu văn bản ở sách giáo khoa trang 52. Các em nhớ chép nội dung bài ghi vào trong vở bài học như cô đã hướng dẫn ở trên và hoàn thiện nội dung viết bài vào trong vở bài học luôn. Để tiết sau có thể học tốt hơn, các em nghiên cứu trước bài nói và nghe kể lại một chuyện cổ tích nhé. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em học tốt.